Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng hơn 2,1 tỷ đồng cho các đơn vị tuyến đầu. GDP Việt Nam được dự báo đạt khoảng 4,8% trong năm 2021. Tin thế giới, Indonesia thúc đẩy phục hồi ngành du lịch. Thưa quý vị, nhằm động viên đội ngũ y bác sĩ các đơn vị tuyến đầu chống dịch, từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát trở lại, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức hàng chục đoàn đến thăm và hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, trong nhiều tháng qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu tỉnh ủy thành lập hàng chục đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 80 trên 84 đơn vị tuyến đầu với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Tùy theo mỗi đơn vị, Liên đoàn Lao động đã gửi tặng tiền mặt từ 25 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức công đoàn các cấp đang tiến hành chi hỗ trợ được gần 3.700 trên tổng số hơn 18.600 công đoàn viên là F0, F1, F2 và tử vong với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến hết sức phức tạp. Thời gian qua, Long An ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm chỉ đạo. Những lực lượng tuyến đầu luôn làm hết công suất để điều trị, cứu chữa bệnh nhân mắc COVID, đồng thời kiểm soát lượng người ra vào trên địa bàn, không để dịch bệnh lây lan nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân. Do đó, việc thăm hỏi động viên, chia sẻ khó khăn với các lực lượng tuyến đầu tại các địa phương là trách nhiệm không riêng của tổ chức công đoàn, mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, góp sức cùng nhau để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 và Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam, mới đây Thường trực huyện Cần Giuộc đã đến thăm tặng quà và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống thường ngày của các cụ và gia đình, đồng thời bày tỏ niềm vui khi thấy các cụ đều nhận được sự phụng dưỡng chu đáo của con cháu. Đoàn chúc các cụ sống vui, sống khỏe, động viên con cháu chăm lo cho gia đình, xây dựng huyện Cần Giuộc ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đào Thị Ngọc Vui đến thăm tặng quà và chúc thọ người cao tuổi đang được nuôi dưỡng tại khu nuôi dưỡng người cao tuổi huyện. Khu nuôi dưỡng người cao tuổi huyện hiện đang nuôi dưỡng 12 cụ. Những năm qua, các cụ được hưởng đầy đủ các chính sách, chăm lo tốt về đời sống vật chất tinh thần, thể hiện tinh thần kính lão đắc thọ của dân tộc. Trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Long An đã có buổi thăm tặng quà của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại huyện Bến Lức. Số quà này được trao cho hội viên ba huyện Bến Lức, Đức Hòa và Cần Giuộc, mỗi huyện 10 người, mỗi người nhận 1 triệu đồng tiền mặt. Tại buổi trao quà, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Long An đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hội viên và gia đình, chúc các cụ sống lâu, sống vui khỏe với con cháu. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang mùa mưa rất thuận lợi cho việc sinh nở của bọ gậy, làm bùng phát dịch sốt xuất huyết. Do đó, bên cạnh phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế Bến Lức cũng khuyến cáo người dân phải chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Bến Lức ghi nhận 256 ca mắc sốt xuất huyết, 91 ổ dịch và đã xử lý triệt để 100%. Triệu chứng của sốt xuất huyết là sốt cao liên tục kéo dài 5 đến 7 ngày, kèm theo đau đầu, đau người, có thể nổi hạch, phát ban. Trên người nổi da xung huyết đỏ, đau bụng, trùng gan, buồn nôn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, thì các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với COVID-19 như sốt, đau mỏi cơ. Do đó, người dân cần thông tin rõ ràng các yếu tố dịch tễ với nhân viên y tế, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây ra các hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh cây lúa trong vụ hè thu năm 2021, nông dân huyện Tân Hưng còn trồng các loại rau màu khác, trong đó có cây sen. Đến nay, phần lớn diện tích sen này đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Vụ hè thu này, anh Lê Từ Võ, xã Vĩnh Lợi, thuê 1 hecta đất để trồng sen lấy gương. Nhờ thời tiết thuận lợi nên sen phát triển tốt, gương nhiều, to, tỷ lệ hạt trên gương cũng đạt. Trước đó, anh Võ đã thu hoạch được 3 đợt sen, giá bán từ 7 đến 8.000 đồng một ký. Hiện tại giá sen tăng lên 10.000 đồng một ký, ước tính mang về lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng, cao hơn so với trồng lúa. Được biết, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lo sợ đầu ra gặp khó, nên vụ hè thu này, toàn huyện Tân Hưng chỉ có vài chục hecta sen được trồng. Phần lớn đang trong giai đoạn cho gương và thu hoạch,
Ngoài trồng sen, huyện nhà đang hy vọng mức giá sẽ giữ ổn định như thời điểm hiện tại để người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị, khoai mỡ gắn bó với người dân vùng Đồng Tháp 10 thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An từ hơn 45 năm nay là loại cây trồng cho thu nhập chính của rất nhiều gia đình. Trong điều kiện nông sản cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là hướng đi tối ưu, bảo vệ uy tín và phát triển thương hiệu khoai mỡ Bến Kè, Thạnh Hóa, Long An. Không khó để tìm gặp những nông dân khoai mỡ, cha truyền con nối như hộ ông Bùi Thanh Luông ở ấp 4 xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa. Kể từ khi bắt đầu trồng khoai mỡ, kinh tế gia đình của ông cũng đã dần ổn định. Đến nay, 3 hecta khoai mỡ vẫn là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình, kèm theo đó là kỳ vọng về tương lai không xa của cây khoai mỡ khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Tôi trồng khoai này cũng là 3 mấy năm rồi. Trồng khoai mỡ này nếu mà trồng đúng từ thời đại cha tới giờ mà, giờ đi con. Bị thương hiệu nơi này trồng đây hồi đó giờ lâu lắm rồi, ăn rất là ngon. Cả nước đều ăn khoai tím này đều khen ngon mà. Thành ra phải cố gắng đề nghị tạo thương hiệu cho mạnh hơn chúng nữa coi. Dù đã nổi tiếng trong và ngoài nước từ rất lâu, nhưng giống như các cây trồng khác, khoai mỡ Bến Kè cũng từng rơi vào điệp khúc được mùa mất giá. Để giữ vững và phát triển thương hiệu khoai mỡ Bến Kè, thời gian qua, các ngành các cấp từ địa phương đến tỉnh đều đã chủ động đưa ra những phương án, giải pháp tích cực, hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân, như ban hành chính sách, thành lập hợp tác xã, giải quyết đầu ra cho sản phẩm trước tình hình tiêu thụ khó khăn. Tình hình kinh doanh của hợp tác xã những năm vừa qua thì bình quân một năm là 4.500.000 tấn. Hiện nay dịch bệnh thì chỉ còn 2.000 tấn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cái khoai mỡ Bến Kè. Thì cũng mong rằng là được hướng dẫn địa lý khoai mỡ Bến Kè để cho người ta biết cái phải mở tiếp xúc ra thị trường nước ngoài. Đóng vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa sớm đã đưa ra những kế hoạch cụ thể để phối hợp với các sở ngành có liên quan thực hiện quy trình đăng ký tạo lập, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho khoai mỡ Bến Kè. Nhờ vậy, khoai mỡ Bến Kè đến nay không chỉ giữ vững được thị phần quan trọng, đủ khả năng nâng tầm giá trị của sản vật. Đến thời điểm nay thì huyện cũng đã làm các cái thủ tục để trình về cục sở hữu trí tuệ để được cấp cái nhãn hiệu hàng hóa và cái chỉ dẫn địa lý. Thì khi mà được cấp cái nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý thì sẽ giúp cho cái khoai mỡ của Bến Kè có được một cái nhãn hiệu và mã vạch để góp phần là mở rộng cái thị trường tiêu thụ, đồng thời là góp phần là cạnh tranh với các cái hàng hóa cùng loại trên thị trường. Với xu thế ưu tiên sản phẩm sạch như hiện nay, khoai mỡ được xem là nông sản phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ giúp khoai mỡ Bến Kè có chỗ đứng ổn định bền lâu trên thị trường. Ngoài ra, còn là tiền đề để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, thuận tiện hơn cho quá trình phục vụ logistics. Thưa quý vị và các bạn, GDP Việt Nam được dự báo đạt khoảng 4,8% trong năm 2021 và phục hồi tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5-7% từ năm 2022 trở đi. Báo cáo được World Bank công bố vào ngày 28 tháng 9 giữ nguyên mức dự báo cách đây một tháng về tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2021. Tính toán này dựa trên giả định Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 vào cuối quý 3 để nền kinh tế bật lại trong quý 4. Mức dự báo của Quốc Bank tỏ ra lạc quan hơn của ADP khi cao hơn 1%. Hiện một số tổ chức trong nước cũng nhìn nhận kinh tế Việt Nam hoàn toàn đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 3,5-4%, bất chấp nhiều khó khăn, ngay cả khi GDP quý 3 có thể âm do tác động của dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư quy định mức giá khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam. Theo đó, Bộ tiếp tục cho phép giảm 50% mức giá dịch vụ cất cánh hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Khung giá đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không gồm dịch vụ thuê sân đậu tàu bay, dịch vụ thuê quầy làm thủ tục hành khách, dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý, dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên xuống máy bay, dịch vụ tra nạp xăng dầu ngành hàng không. Áp dụng khung giá với mức tối thiểu là 0 đồng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi, tiếp tục thực hiện theo mức giá quy định tại thông tư số 53. Bộ Tài chính Indonesia cho biết, chính phủ nước này sẽ phân bổ khoảng 645 triệu đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước năm 2022 để hỗ trợ phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Indonesia đang chuyển hướng sống chung an toàn với COVID-19. Bộ Tài chính Indonesia cho biết, khoản ngân sách trị giá 9.200 tỷ rupiah sẽ được sử dụng để phát triển ngành công nghiệp không khói trên 3 khía cạnh, gồm khả năng tiếp cận, điểm tham quan và tiện nghi, xúc tiến và sự tham gia của tư nhân. Khoản ngân sách này bao gồm 6.500 tỷ rupiah chi ngân sách trung ương và 2.800 tỷ rupiah phân bổ cho ngân sách địa phương. Trước đó, chính phủ Indonesia đã phân bổ 7.670 tỷ rupiah để phục hồi ngành du lịch và kinh tế sáng tạo. Với khẩu trang và hộ chiếu vaccine trong tay, người dân nhiều nước châu Âu như Italy, Hy Lạp, Đức, Pháp giờ đây có thể đi tàu hỏa, máy bay, tới quán bar, nhà hàng hay thực hiện các hoạt động bình thường khác. Điều này đã trở thành thói quen, giúp họ cảm thấy an toàn hơn. Sau một thời gian triển khai, hộ chiếu vaccine nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề trên khắp châu Âu. Nhìn sang Thái Lan, nhờ hộ chiếu vaccine và chương trình hợp tác Phuket, tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, đã có khoảng 32.000 lượt khách quốc tế tới Thái Lan, sử dụng khoảng 523.500 đêm mỗi phòng. Tính đến hết tháng 8, doanh thu từ du lịch của hợp tác Phuket đạt 1,6 tỷ bạc, trung bình mỗi du khách chi khoảng 60.000 bạc. Trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng và nhiều quốc gia đang đẩy nhanh tiêm chủng toàn dân, thì hộ chiếu vaccine được kỳ vọng sẽ trở thành tấm lá chắn để giúp các quốc gia mở cửa biên giới, tạo đà khôi phục nền kinh tế. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng và sẽ vượt 4.000 tỷ won vào năm sau. Hiện Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án ODA tại các nước đang phát triển trong nhiều lĩnh vực, từ y tế đến môi trường, nông thôn và khôi phục các di sản văn hóa. Quy mô viện trợ tăng nhanh đã dẫn tới nhiều thành quả vượt trội, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại một số vấn đề cần được điều chỉnh. Đơn cử như một số dự án ODA về viện trợ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo cho các nước kém phát triển đã đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Vì thế, dư luận Hàn Quốc cho rằng chính phủ nước này nên tập trung vào việc hỗ trợ hiệu quả cho các nước thay vì chỉ dừng ở việc tăng quy mô ODA. Những người khuyết tật đang có nhu cầu tìm việc làm ở Hàn Quốc hiện có thể tiếp cận với một chương trình rèn luyện các kỹ năng mới dựa trên công nghệ thực tế ảo. Chương trình này có thể đào tạo người dùng trở thành những nhân viên pha chế và hứa hẹn sẽ mở rộng ra nhiều lĩnh vực hơn nữa trong thời gian tới. Thông qua chương trình mô phỏng thực tế ảo, người dùng có thể làm quen với quy trình pha chế các loại đồ uống khác nhau. 5 người dùng chương trình này đến từ một trung tâm khuyết tật ở Daejeon gần đây đã trở thành những nhân viên pha chế thực thụ. Tạp chí nhiếp ảnh All About Photo vừa công bố kết quả cuộc thi ảnh du lịch năm 2021. Đáng chú ý, tác phẩm Người bán đó của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long nằm trong số các tác phẩm đã được vinh danh tại cuộc thi này. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm với các chủ đề khác nhau, thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia thế giới tham gia. Tác phẩm Người bán đó của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long chụp tại làng Tất Viên đã có 200 năm làm nghề đăng đó truyền thống ở xã Thủ Sĩ thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đó là vật dụng làm bằng tre nứa, đơn giản, gọn nhẹ và dễ sử dụng, được nông dân Việt dùng bắt các loại tôm cá nhỏ ở sông ao hồ. Ngày nay, đó không chỉ để bắt cá mà còn là vật trang trí nội thất trong các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, cửa hiệu. Phần tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.